Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Thì đây là cái thông tin mới tiếp theo sau khi mà Shiba Inu đã có rất nhiều những cái support. Ví dụ như là đầu tuần này thì Shiba đã được list ở trên CoinHako, một sàn giao dịch tiền điện tử của Singapore, và hôm qua thì đã trở thành Shiba Inu trở thành lần đầu tiên trở thành được list ở trên sàn của Hàn Quốc. Và hôm nay thì cái thông tin này cũng rất là vui, thì thông báo tới toàn thể quý vị vừa mới ra cách đây khoảng độ mấy phút thôi quý vị nha. Thì Shiba Inu đã chính thức được list trên sàn của Fanmex, trụ sở tại Singapore, và đây là một cái sàn khá là nổi tiếng, và đã sau khi được list lên thì đã được thông báo dồn dập trên Twitter. Đặc biệt là Shiba Inu cũng được song song với hai cái sàn, hai cái mã khác cũng được list trên cái sàn này, đó là mã DYDX và Phantom FTM. Đó thì bán sàn chỉ lên chia sẻ cho quý vị cái thông tin rất là tuyệt vời để thúc đẩy cho Shiba Inu. Và một lát nữa khoảng độ buổi chiều đi thì Vanessa sẽ làm một cái video lên cho quý vị nha. Tại vì bây giờ không có tham, chỉ lên thông báo cho quý vị cái thông tin như vậy thôi. Chúc cả nhà mình may mắn, bình an. Bye bye.